Rồi, bắt đầu trận đấu tranh hạng 3 nha các bạn. Của giải bóng chuyền mở rộng 44 3 ký Long Thành Đồng Nai. Chúng mình các bạn hiện tại hai đội đã vào 3-4. Đội này là sân chủ nhà, sang biệt thứ Nghĩa Đô Khánh Mốm Sọc Đồng Nai. Ở bên kia là sân bóng Kiền Xanh Dũng Lai Phát Xích Khang Lâm Đồng. Điểm 3-2 cho đội chủ nhà, 3-0 cho đội chủ nhà. Đúng rồi cái. Điểm 4-0 đội chủ nhà. Gì vậy? Điểm 4-0 rồi chủ nhà. Điểm 4-0. Điểm 1-4 cho bóng Kiền Xanh. Ê nè. Phạt bóng ra ngoài. 1-4 cho bóng Kiền Xanh. Điểm 2-4 rồi chứ ơi, bóng Kiền Xanh. Điểm 5-2 cho đội chủ nhà. Năm hai. Dạo chơi mà mình đi chơi mà mấy đứa không gì đấy. Bóng còn làm gì trời. Em 3-5 cho đội bóng gì xong. 3-5. Rồi bỏ bóng khéo léo của sang thứ 6-3. Khang bỏ bóng tốt của Sập Đồng Nai. Điểm 8-3 cho đội chủ nhà. Anh biết có chương trình đây là phải lên cái điểm điểm 8-3 ở chủ nhà. Điểm 4-8 cho đội bóng Kiền Xanh. 4-8. Em 9-4 cho đội chủ nhà. Bỏ bóng tốt của Sọc. 9-4. Em 5-9 cho đội bóng Kiền Xanh. Năm chín. Điểm 0-5 cho đội chủ nhà.
10 năm cho đội chủ nhà. Quá hay cho Khang. Điểm 6-0 cho bóng gì xanh. Trời ơi, chống trắng cho sao thấy. 11-6 cho đội chủ nhà. 11-6. Bé, này cậu bắn hết không? Vậy mới được. Bóng ngoài. Em 7-11 cho đội bóng gì xanh. 7-11. Điểm 12-7 cho đội chủ nhà. Điểm 8-12 cho đội bóng gì xanh. Em 9-12 cho đội bóng gì xanh. Điểm 9-12. Điểm 13-9 cho đội chủ nhà. 13-9. Trời ơi, Dũng Lai xô sang thứ bật ngửa quá rồi. Em 14-9 cho đội chủ nhà. 14-9. Em 15-9 kết thúc trận đấu. Trắng bóng tốt kết thúc trận đấu. Tranh 3-4 của bạn ơi. Đội anh Hiếu Trọng Mỹ và đội 63 chuẩn bị khởi động nha. Tiếp tục set thứ 2 trên 3-4 các bạn ơi. Kèo này siêu quá nhỉ. Ừ, đánh siêu quá. Chặn bóng tốt của Boxit. 1-0. Rồi gắn lên. Em 1-0 rồi, Trường Sơn. Phát bóng ra ngoài. Một đều. Hai một cái đội chủ nhà. Hai đều cho đội màu xanh. Trời ơi, pha đá bóng rổ xanh của sông Đồng Nai. Trời ơi.
Em ba đều cho đội chung bóng màu xanh. Ba đều. Em 4-3 cho đội chung xanh. Đây là chủ nhà. Bốn ba phát xích tạt tay trắng ra ngoài. Em bốn đều cho đội bóng gì sạch. Bốn đều. Trời ơi, em 5-4 rồi chủ nhà. Hai quá ghê các bạn ơi. 4-4 không qua lưới. Điểm 6-4 như cho người chủ nhà. 6-4 điểm 5-6 cho chơi sân bóng Trường Sơn. Điểm 5-6. Phát không không qua lưới. Điểm 7-5 dành cho đội chủ nhà. 7-5. Chúng 8-5 nhìn cho đội chủ nhà. Bỏ bóng tốt. 8-5. Trời ơi. Chiếu 6-8 nhìn cho sân bóng Trường Sơn. Tốt của phát xít. Sáu tám. Điểm 9-6 dành cho đội chủ nhà. Chín sáu. Trời ơi. Điểm 7-9 dành cho sân bóng Trường Sơn. Trống trắng. Chúng 17 nhìn cho đội chủ nhà. Mười bảy nhìn cho đội chủ nhà. Đây là không cho quay hết rồi. Rồi. Bóng lớp tốt. Điểm 8-11 dành cho sân bóng Trường Sơn. Điểm 9-11 dành cho sân bóng Trường Sơn. Lý do tập bóng tốt. Điểm 12 chức dành cho đội chủ nhà. Trời ơi.
13-9 trên chân đội chủ nhà. Điểm 14-9 trên chân đội chủ nhà. Điểm 15-9 kết thúc trận đấu. Hello.